trong đi, đập thì cho mấy em nó thấy. Rồi, bây giờ các con xem động tác thứ nhất. Rồi, hai tay để làm sao? Nắm tay này nắm tay kia. Chân bước sang ngang. Chân bước sang ngang. Rồi, chúng ta sẽ nhúng hai làn tám nhịp kết hợp với cổ như thế này ha. Thảo nhúng ơi. Rồi, bắt đầu nè, làm nhảy thế ha. Chuẩn bị. Một, hai. Rồi, làm lại, chuẩn bị. Một xuống, hai lên. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, nói ra là bảy. Chứ số tám là... tám là thôi đó. Thôi là tám đó. Rồi, các con chú ý nha, số lẻ thì chúng ta nhún và chúng ta cúi đầu xuống, số chẵn thì chúng ta đứng thẳng người lên, chúng ta ngước mặt lên. Đặt lại, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Được chưa? Làm lại nhanh nha, 1 2 3 4 nè, làm lại nè, bắt đầu chuẩn bị 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Đấy, động tác thứ hai, hai tay tư thế đứng dựng như cũ, hai tay để phía trước. Rồi, nhịp 1. Một. Rồi, bắt đầu làm lại nè. 2 3 1 2 3 4 5 6 đội hình mẫu thì các bạn. 2 3 4 ngắn lấy nữa tao bị đổi. Đi nè. Chị chơi. Giảm thoát anh nha. Anh nhân yên tập trung tỏ ai thoát yên là mà thế ấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nghi cái người qua lại cho con. 5 6 7 8 Rồi làm lại em gì đó. Làm tác thứ nhất, lẽ tay phía sau. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Nhịp 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Giờ tự làm, thầy không kêu đổi nhịp. Hết 2 là 8 nhịp ở động tác thứ nhất thì qua động tác thứ hai luôn nha. Rồi, chuẩn bị. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7
5, 6, 7, 8. Rồi. Rồi, động tác thứ 3. Hai tay đưa xéo lên cao. Sao cho nó trống vậy? Rồi chuẩn bị 2, 3 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 cuối cái chân trúng cái bàn thành bụng nó bẻ bụng nước người ta 6, 7, 8, cuối chân trúng đó là bẻ bụng nước bẻ bụng bông người ta cuối chân trúng đầu đó bẻ bụng bông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 bẻ bồn bông á cái đầu cứng lắm đầu học giờ cứng lắm sao tăng từ đầu á động tác thứ nhất tới động tác thứ ba luôn nha mấy động tác là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nhớ chưa? Rồi vô nhạc đây. Nói ngày mai mà. Rồi, nguyên. Giải tác. Ủa chơi vô nhạc nữa. Chưa nghe nhạc nữa gì rồi chưa đăng nhạc nữa nghỉ rồi nó chưa nghe nhạc nữa nghỉ rồi